Ukraine có kế hoạch kiện Ba Lan, Hungary và Slovakia về lệnh cấm nông sản Ukraine, Bộ trưởng Nông nghiệp Mikola Sonsky tuyên bố ngày 18 tháng 9. EU đã áp đặt các quy định vào tháng 5 năm nay cho phép năm nước láng giềng của Ukraine cầm bán lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương của Ukraine trong nước, mặc dù cho quá cảnh những hàng hóa đó để xuất khẩu đi nơi khác. Ba Lan, Slovakia và Hungary công bố hạn chế nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine vào ngày 15 tháng 9 sau khi Ban châu Âu không gia hạn lệnh cấm nhập khẩu và nắm nước làng riêng của Ukraine tại EU. Ba Lan, Slovakia và Hungary nói họ hành động vì lợi ích kinh tế của mình, không nhắm vào Ukraine mà nhắm vào bảo vệ nông dân nội địa khỏi tình trạng dư thừa sản phẩm. Tờ Politico dẫn lời đại diện thương mại Ukraine Taras Katka nói rằng điều quan trọng là phải chứng minh những hành động này là sai về mặt pháp lý. Ông còn nói với Politico rằng Ukraine có thể áp dụng các biện pháp tương tự đối với việc nhập khẩu trái cây và rau quả nếu Vaksava không dỡ bỏ các biện pháp bổ sung. Bộ trưởng Nông nghiệp Tây Ban Nha Luis Palanas Punkades nói lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine bởi một số quốc gia thành viên có vẻ bất hợp pháp. Bộ trưởng Nông nghiệp Ba Lan Robert Telus nói lệnh cấm của Warsaw bao gồm bốn loại ngũ cốc, nhưng nó cũng được mở rộng để bao gồm các loại thực phẩm được làm từ ngũ cốc như ngô, lúa mì và cái dầu. Kiev cho biết họ sẽ tìm trọng tài quốc tế để phân xử việc này. Nông dân Ukraine dựa vào xuất khẩu ngũ cốc thông qua các nước láng giềng qua cái mà họ gọi là con đường đoàn kết kể từ khi bị Nga xâm lược vì họ không thể sử dụng các tuyến đường thuận lợi của các cảng biển đen khoảng 60% ngũ cốc của Ukraine đã được vận chuyển qua các tuyến đường thay thế của EU. Nga hôm 18 tháng 9 kêu gọi tòa án cao nhất của Liên Hợp Quốc ở La Hay bác bỏ điều mà họ cho là một vụ kiện sai sót trong vô vọng, trong đó thách thức lập luận của Moscow rằng Nga sau Ukraine hầu ngăn chặn nàn diễn chủng. Yêu cầu của Nga được đưa ra khi bắt đầu các phiên điều trần liên quan đến thẩm quyền của Tòa án Công lý Quốc tế ICJ, còn được gọi là Tòa án Thế giới. Moscow nói Ukraine đang lợi dụng vụ này làm đường vòng để có được phán quyết về tính hợp pháp tổng thể của hành động quân sự Nga. Các chuyên gia cho rằng phán quyết có lợi cho Kiev sẽ không ngăn chặn được chiến tranh, nhưng có thể ảnh hưởng đến các khoản thanh toán bồi thường trong tương lai. Ukraine khởi kiện vài ngày sau cuộc xâm lược của Nga hôm 24 tháng 2 năm ngoái. Kiev luận đoạn rằng Nga đang lạm dụng luật pháp quốc tế khi nói rằng cuộc xâm lược là hợp lý để ngăn chặn diệt chủng ở miền đông Ukraine. Ukraine nói không hề có nguy cơ diệt chủng ở miền đông nước này, nơi họ đã chiến đấu với các lực lượng do Nga hậu thuẫn kể từ năm 2014 và rằng hiệp ước diệt chủng không cho phép một cuộc xâm lược để ngăn chặn diệt chủng theo cáo giác. Một thông tin khác cũng liên quan tới Nga. Đệ lên ngày 18 tháng 9 kêu gọi cải tổ hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc để bao gồm các quốc gia gần đây đã có thêm ảnh hưởng. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ kêu gọi tái cơ cấu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để giảm bất quyền lực của Nga và Trung Quốc trong cơ quan này bằng cách bổ sung thêm thành viên, theo tờ Telegraph hôm 17 tháng 9. Dẫn nguồn tin ngoại giao, hãng tin Anh cho biết Tổng thống Mỹ đang tìm cách bổ sung 5 hoặc 6 thành viên mới, bao gồm Ấn Độ, Brazil, Đức, Nam Phi và Nhật Bản. Theo phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Kirby, ông Biden sẽ đề cập đến cấu trúc của Hội đồng Bảo an khi đại đồng Liên Hợp Quốc họp vào tuần này. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã kết thúc chuyến thăm Nga, truyền thông nhà nước loan tin ngày 18 tháng 9 với những món quà từ nước chủ nhà Nga bao gồm mũ lông, áo giáp và drone quân sự. Những thứ này đã vi phạm chế tài của Liên Hợp Quốc. Đài truyền hình nhà nước KRT chiếu hình ông Kim đã nhận được một chiếc mũ lông từ Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu ở Vladivostok, nơi ông thị sát máy bay ném bom hạt nhân của Nga, máy bay chiến đấu được trang bị phi đạn siêu thanh và một tàu chiến. Truyền thông Nga loan tin, ông Oleg Kosgemyako, thống đốc vùng Primorsky, đã tặng ông Kim một bộ áo giáp nhẹ, hiện đại, được thiết kế cho các hoạt động tấn công. Theo thông xã TASS, ông Kim cũng được tặng 5 máy bay không người lái tấn công một chiều và một máy bay không người lái trinh sát Geranium-25 vốn được sử dụng rộng rãi cho cuộc chiến ở Ukraine. Việc này vi phạm ít nhất hai nghị quyết của Hội đồng an Liên Hợp Quốc chống lại Triều Tiên mà Moscow đã bỏ phiếu thông qua vì các hoạt động phi đạn và nhân bị cấm của nước này. Nông dân Thái Lan đang kiếm được nhiều tiền nhờ giá gạo toàn cầu tăng vọt sau khi nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới là Ấn Độ hạn chế xuất khẩu. Tại tìm miền trung cháy nát cách Bangkok khoảng 200 km về phía bắc, nông dân đang dọn sạch cánh đồng của vụ thu hoạch cuối cùng để bắt đầu một vụ mùa khác. Chỉ số giá gạo của tổ chức nông lương Liên hợp quốc đã tăng 9,8% trong tháng 8. Đó là một cuốn sốt phang đối với nông dân trồng lúa ở Thái Lan, nước xuất khẩu lúa gạo lớn thứ hai trên toàn cầu. Như người nông dân Sri Kai Khao Em giải thích, bà chúng làm việc không ngừng nghỉ kể từ khi Ấn Độ có lệnh cấm xuất khẩu. Chúng tôi phải chạy đua để theo kịp giá hiện tại. Đây là cơ hội của chúng tôi. Hôm nay thu hoạch xong, ngày mai hoặc là bán rơm hoặc đốt đi để chúng tôi có thể bơm nước vào ruộng nhằm đẩy nhanh quá trình sản xuất lúa gạo nhanh nhất có thể. Việc trồng thêm mùa vụ đi ngược lại lời khuyên của chính phủ là không gieo hạt thêm trong năm nay để tiết kiệm nước. Năm nay lượng mưa đã giảm 18%. Bà Sripay nói cả đời bà chưa bao giờ chứng kiến thời tiết khô hạn như vậy ở trái Nát. và với việc lúa trồng phụ thuộc nhiều vào nước, người phụ nữ 58 tuổi thừa nhận bà lo lắng có thể không đủ nước cho cánh đồng của mình. Nhưng bà Sripay và nhiều người khác cảm thấy không có nhiều lựa chọn khi giá cả tăng cao là chìa khóa để thoát khỏi cuộc sống bị đè nặng bởi nợ nần. Trời nam thua. Chúng tôi phải đối mặt với lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh bùng phát và chuột. Đây là những yếu tố khiến chúng tôi mắc nợ. Bây giờ, giá gạo tốt mang lại cho chúng tôi niềm hy vọng. Hy vọng rằng chúng tôi có thể xóa nợ, có tiền chi tiêu và thậm chí có thể cải thiện được chất lượng cuộc sống. Theo dữ liệu mới nhất của chính phủ từ năm 2021, gần 67% hộ gia đình nông nghiệp Thái Lan đang gánh nợ, chủ yếu từ các hoạt động liên quan đến nông nghiệp một số có những khoản nợ kéo dài nhiều thế hệ. Chuyên gia đồng nghiệp Nipong Poapong Sakon nói sự thất bại về mặt chính sách là nguyên nhân gây ra vấn đề này, với việc chính phủ đóng băng nợ khiến nông dân trông chất gánh nặng với nhiều khoản nợ hơn vào mùa vụ tiếp theo. Ông Nipong chỉ ra việc thiếu đầu tư và nghiên cứu lúa gạo và cơ sở hạ tầng khiến năng suất của nước này tụt hậu so với các nước như Ấn Độ và Việt Nam trong những năm gần đây. Kết quả, ông nói, thu nhập trung bình của nông dân Thái Lan đã giảm sút. Chính quyền mới của Thái Lan đã cam kết thúc đẩy ngành nông nghiệp thông qua đổi mới. Hiện tại, bà Sripai và những người nông dân ở đây chỉ có thể đặt hy vọng vào giá gạo tăng cao. Các quan chức Hoa Kỳ tiếp nhận 5 công dân Mỹ được Tehran trả tự do sau khi họ bước xuống từ một máy bay của Qatar tại sân bay quốc tế Doha hôm 18 tháng 9. Một nhân chứng của Reuters cho biết đại sứ Thụy Sĩ tại Iran đã tháp tùng họ lên máy bay tới Doha. Trước đó, 5 người Mỹ bị Iran giam cầm đã bay khỏi Iran để đổi lấy 5 người Iran bị giam giữ ở Mỹ, trong một thỏa thuận hiếm hoi giữa hai kẻ thù chuyên kiếp, và thỏa thuận này cũng ngưng đóng băng 6 tỷ đô la các nguồn quỹ của Tehran. Thỏa thuận sau nhiều tháng đàm phán ở Qatar đã xóa bỏ mâu thuẫn lớn giữa Mỹ, vốn coi Tehran là nhà tài trợ cho khủng bố, với Iran, vốn gọi Washington là có quỷ sa tăng nhưng đôi bên vẫn chia rẽ sâu sắc với các vấn đề khác từ chương trình hạt nhân của Iran và ảnh hưởng của nước này trong khu vực cho đến các chế tài của Mỹ và sự hiện diện quân sự của Mỹ ở vùng vịnh.